bữa ăn ngon mà anh. Trời ơi, sao không ngon, cô nấu lúc nào cũng ngon hết trơn. Cảm ơn anh nha. Dạ. Anh có người nào khó khăn á, anh cứ nói người ta tới đây ăn cơm. Chị nhỏ. Dạ. Anh coi có người nào khó khăn cứ kêu cho người ta nha. Cho tôi xin. Ủa, anh tới lấy cơm hả? Đúng rồi, ở đây phát cơm từ thiện mà đúng không cô? Ừ, đúng là cơm từ thiện nhưng mà anh không có. Tôi thì sao? Tôi cũng cần ăn cơm vậy. Ờ, thôi cứ lấy đi. Rồi, cảm ơn cô. Trời, vậy ổng đâu có nghèo đâu đúng không? Đúng không anh? Ờ, mình không có tiền mình mới ăn cơm từ thiện, còn chả. Thôi, thua. Nhìn cũng đẹp trai, sáng sủa tri thức mà ăn cơm của người nghèo đó chị ha. Cảm ơn chị. Thơm quá à. Cơm này ngon dữ ta. Cho tôi xin phần đi cô. À, chị đằng sau tới trước anh. Anh đợi xíu nha. À, dạ rồi. Dạ em cảm ơn chị. Tới tôi vậy. À, anh đằng sau cũng tới trước anh mà tại anh đi bây giờ anh mới quay lại thôi. Vậy cái này của tôi đúng không chị? Dạ không phải. À, phần này là cho mấy anh chị bán vé số bên này. Với lại dành cho mấy anh chị mà thu mua dây chai á, người ta nói với em trước hết rồi. Vậy phần của tôi đâu cô? Hết phần dành cho anh rồi. Sao phát cơm từ thiện mà người có thì không vậy cô? Dạ đúng rồi. Tại vì phát cơm từ thiện là phát cho người nghèo. Còn anh nhìn lại anh đi, anh đâu có nghèo đâu. Anh nhìn trang phục của anh mặc kìa. Rõ ràng là anh đi làm công ty đàng hoàng, chứ không phải là rong chơi không có tiền. Cho nên á, anh cứ đi đi, tôi không có phát cơm cho anh đâu. Ờ, tôi... Đúng rồi anh ơi, anh có công ăn việc làm đàng hoàng, người có tiền của, còn đi xin cơm từ thiện, hết nấu luôn á. Anh ơi, nói thiệt á, là tụi tôi khổ quá nên mới đi xin cơm ăn, chứ có tiền á thì đi mua cơm rồi. Tôi hiểu rồi, hôm khác tôi sẽ tới. Thôi khỏi lại. Ủa chị ơi, chị đưa hết phần cơm cho bà con chưa? Dạ rồi, em phát hết rồi á. Hay quá. Cô Vy ơi. Dạ. Việc mà cô nhờ tôi á, giao cơm cho sớm trên á, là tôi giao sạch sẽ hết trơn rồi. Trời ơi, cảm ơn anh. Thôi, mọi người ăn ngon không anh? Không biết ngon không mà, hết hộp luôn. Ôi, mừng quá à. Đây, 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 nè, còn hai phần nè, dạ. Của anh chị á. Dạ, em cảm ơn. Anh chị biết không, tại vì á, nếu mà một mình em á, thì em không có thể mà nấu nhiều như vậy cho mọi người. Em chỉ nấu một bàn rồi mời mọi người tới nhận thôi. Nhưng mà đợt này á, là có một người tài trợ tiền để em nấu nhiều suất cơm cho mọi người, mà có thể về giao cho nhiều bà con như vậy luôn á. Trời, người đâu mà tốt dễ sợ nha. Bữa giờ tôi đói meo mỏ, mà không phải tôi meo mỏ không, mà nguyên cái xóm nghèo của tôi luôn á. Trời, mà đúng thiệt ha anh chị. Người giàu nha, người ta làm phước á. Cái sau này nha, người ta phước đứt đều quề luôn á. Chứ sao nữa. Xin chào tất cả anh chị. Ủa, sao anh tới đây? Tôi đã nói với anh là đây là phần cơm từ thiện, tôi chỉ phát cho người nghèo thôi, tôi không phát cho anh đâu. Hôm bữa vậy chưa đủ quê hay sao bây giờ vác cái mặt tới nữa vậy? Anh chị hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi đến đây với tư cách là một nhà tài trợ. Gì? Nhà tài trợ? Đúng rồi. Nè, anh giỡn hơi quá rồi đó. Bây giờ mọi người không tin đúng không? Không. Xin cơm ăn mà nhà tài trợ cái gì trời. Ôi, anh, tiền có thiệt nè. Tôi đã chuyển tiền tài trợ tháng sau cho rồi đó. Ủa, nói vậy là cậu là người tài trợ thiệt á hả? Đúng rồi. Rồi sao mấy bữa trước tới không chịu nói làm tôi tưởng. Trời, nếu mà tôi nói ra thì tôi đâu biết mọi người ăn uống tình cảm làm sao đâu. Trời ơi, xin lỗi anh nha, tại tôi không biết anh là ai hết trơn á, cho nên là cũng hơi lớn tiếng cho một chút. Không có sao đâu, tôi rất thích đi làm từ thiện như cô. Nhưng mà tại tôi không có thời gian, cho nên là tôi mới nhờ cô, mới chuyển tiền cho cô để cô có thể đi phát cho mọi người. Với lại tôi cũng muốn là phát đúng người, đúng đối tượng, cho nên cô làm việc rất công tâm, tôi rất thích. Dạ, vậy anh có muốn ăn cơm cùng với mọi người không? Có chứ, cơm cô nấu rất là ngon luôn đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà hết cơm. Hết rồi. Không, tôi nhường. Thôi anh cứ ăn đi. Thôi, khỏi phải nhường. Nè. Rồi cô ăn cái gì? Thì tôi với anh ăn chung. Vậy thôi mình cùng ăn ha. Yeah. Trời ơi. Trời ơi. Ngon quá.